Dạ em Tùng chào anh em thì hôm nay em view cho anh em xem một cái bộ máy thổi lá của Makita. Thì cái thổi này nó là 18V mới 100% của hãng nha anh em. Mã của nó là 1DUB185Z là thổi lá. Thì cái này nó là 18V chuyên thổi nha anh em. Cái này bảo hành là 6 tháng tại hãng. Họ có phiếu bảo hành ở đây. Thì nó chung ở đây. Và giá của nó thì 1.200.000 anh em, mới 100% rồi. Em Tùng test cho anh em xem để Makita. Cái dòng này là dòng vừa hút vừa thổi. Cái này hút là hút cái lỗ này và thổi ra thì đi qua lỗ này. Ok, 1.200.000 thì không bao gồm phí ship luôn. Cái này đây, cái này nó có hai, có 1, 2, 3 chức năng ở đây nha anh em. 1 này, số 3, số 1. Rồi test cho anh em ha. Lấy cái rồi, ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Giá 1.200.000 chưa bao gồm phí ship. Anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180 em Tùng. Cảm ơn anh em.